Xin chào anh em ha. Hôm nay em lên cho anh em cái lô là 15 con nha anh em. Hôm nay có một con 4 thì Honda GX 25 nha, tum G bóp ghi luôn anh em. Quá VIP luôn. Con bao lô đeo lưng Echo 26 ha, chế hai kim luôn. Ở đây có con Echo khủng long ăn cỏ nè anh em. Đây con TD 24 tum G này ha. Trên thì có cho anh em con Genos cá la hán nè, Estin 23 đùi gà anh em. Tanaka Bugi đứng nè, dòng này dòng máy cho anh em mình dùng gia đình giá rẻ nha, 1.100.000 nè, 1.200.000, 1.300.000 nè, giá cực kỳ rẻ luôn ha. Anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em 0917414042, số này có Zalo nha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Giang Tèo ha. Hình thức mua bán bên em á, khi mà anh em chốt hàng sẽ được là bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn nha anh em. Hàng tới nơi là anh em có quyền được khui ra kiểm tra, xăng pha nhớt đó anh em đổ vô anh em thử tại chỗ, ok con lành hết thì anh em mới trả tiền. Địa chỉ cửa hàng của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Thì những anh em mà lần đầu tiên xem clip cho em một cái nút đăng ký kênh và kèm theo đó là bật cái chuông thông báo để khi mà em lên clip hàng ngày thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất ha. Rồi em vô con đầu tiên là con D1 nha anh em. Anh em chốt hàng thì anh em chỉ việc nói ký hiệu máy thôi. Ví dụ như con này đi, con đầu tiên nè là con D1 ha, thì anh em thấy con này em nói nó ok gì đó, giá nó gì đó, máy nó chạy sao thì anh em việc nói ký hiệu là con D1 thôi thì em sẽ chốt cho mình, chứ anh em không cần phải diễn tả hình dáng gì hết nha anh em. Rồi con đầu tiên là con D1 ha, con Shindewa 230, nòng 32 ly, 23cc. Con này thì chạy bao bốc bao ngon cho anh em mình luôn. Chỉ có cái tội là cái hình dáng bên ngoài nó không có được đẹp thôi anh em. Lại con này bình xăng lớn đã thay mới, còn lại máy móc là zin cho anh em hết nè. Trong lốc nó có nhập chữ Shindewa luôn. Đó, máy là máy zin cho anh em hết nha. Tum là tum liền, tum nhựa nha anh em. Tay lái đầu bò trắng cỏ là zin hết luôn. Con này anh em dùng gia đình thì phải loại là cực kỳ ngon luôn. D1 giá 1.100.000. D2. D2 là con Estin FS 210, nòng 32 ly. Con này nó khoảng 22cc anh em. Con này thì dùng gia đình cũng rất là ok nè, gọn nhẹ. Thì nó cũng giống như con D1 là do cái hình thức máy nó không có được đẹp anh em, không được bắt mắt, với lại đây bị mẻ chút xíu nè. Anh em lưu ý giùm em ha, cho nên giá nó có hạ xuống cho mình đó ha. Con này thì bình xăng con 2 kim 260 mới nha anh em. Tum thì tum liền, tum nhựa, công tắc máy nằm đây. Tay lái đầu bò trắng cỏ là đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. D2 giá 1.100.000. D3. D3 là con Echo Kiwis 200 ha anh em, nòng 31 ly, nó 20cc. Con này thì anh em mình dùng gia đình rất là ok luôn nha. Dòng Echo Kiwis này á thì nó lợi xăng cực kỳ luôn. Lời con này nó gọn nhẹ lắm anh em, xăng nhớt đầy đủ luôn, nó chỉ có khoảng 4kg thôi. Đây ha, gọn nhẹ anh em, dùng gia đình rất là ok luôn. Em quay gần á anh em thấy con máy nó rất là to, nhưng mà ở ngoài nó rất là gọn anh em. Nè anh em nhìn xa đi, rất là gọn luôn. Do là em quay cận cảnh cho anh em nè, nên em nhìn thấy con máy nó bự á, xăng nhớt luôn thì khoảng 4kg thôi. Tum thì tum liền, tum nhựa nha anh em. Công tắc máy nằm đây ha. Đây ẩn vô tắt thôi. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha anh em. Con này anh em dùng gia đình thì rất là hợp luôn ha. Bình xăng con là 2 kim 260 mới nha anh em. D3 giá 1.100.000. D4. D4 là con Kawasaki TG20 ha. Con này thì nòng 30 ly, nó 20cc. Con này nó đặc điểm nó hay ở chỗ là nó tum gời tum nhôm nha. Anh em nào mà có nhu cầu mà tháo ra gắn xịt thuốc là chạy ok con lành luôn đó. Con này chạy thì nó khỏe anh em, được cái là anh em có thể cắt bằng dây cước được nha. Này dây cước mà cước gia đình đó ha. Còn anh em cắt cỏ mà nó cỏ nó hơi bự đó thì anh em cắt bằng lưỡi dao giùm em. Con này thì bình xăng con 2 kim mới anh em. Tum thì tum nhôm nè ha. Tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn anh em. Nhỏ gọn là một cái đặc điểm nổi trội con này nữa. Nó chỉ xăng nhất luôn thì khoảng 4,5kg thôi ha. D4 giá 1.200.000. D5.
D5 là con Maguyama KC20, này nọng thì 30 ly, 20cc ha anh em. Con này hình thức máy cho anh em là zin nguyên bản hết luôn nha. Chỉ có các cái bình xăng lớn, bình dưỡng xăng anh em là mới thôi ha. Con này bình xăng con là ga ngang quanh gồ nè. Con này anh em đổ đầy bình xăng mà anh em dùng gia đình là chạy phải gọi là từ sáng tới chiều luôn anh em. Cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Tum liền, tum nhựa ha anh em. Ha. Đó. Quanh gồ nè anh em. Láp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. Con này về cái việc là xăng pha nhớt đổ vô là anh em cắt thôi. D5 giá 1.200.000. D6. D6 là con Tanaka Bugi đứng anh em, nòng 32 ly, này 23cc, tình trạng máy là nguyên zin cho anh em 100% luôn ha. Bình xăng lớn zin nè, bình xăng con cũng zin luôn anh em nhìn thấy con này nó hình thức nó bự đó, chứ sự nó rất là nhẹ anh em, do nó đều bằng nhựa không mà. Này xăng nhớt đầy đủ luôn, nó chỉ khoảng là 4,5kg thôi, rất là gọn nhẹ, phù hợp cho mình dùng gia đình nha. Tum thì tum liền, tum nhựa ha, công tắc máy nằm đây luôn anh em, chỉ ấn rồi tắt máy thôi. Ta lái đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha. D6 giá 1.300.000. D7. Cái lô máy hôm nay em lên cho anh em phải gọi là siêu rẻ luôn nha anh em. 1.1, 1.2 không, quá trời rẻ luôn. D7 là con Estin FS23 ha anh em. Con này hình thức máy là zin cho anh em hết nha. Chỉ có cái là phía trước này nó bị chạy cứ như nó khói nó ra nhiều anh em. Cái ông xài á, cái ông pha nhớt nhiều quá, khói nó ra hơi nhiều nè, cho nên nó nám đen một xíu nè. Cái này anh em mà về xăng pha nhớt điều độ, một lít xăng anh em pha 40cc thôi thì xài nó sẽ rất là ok. Con này ông pha hơi nhiều nè, bởi vì cái áo này nó hơi nám nè. Cái con này anh em nhớ cái gió thì anh em gặt lên đứng nè, rồi anh em ấn vô nha là nó gài lại ha. Khi mà anh em lên ga là e tự động nó mở cho mình luôn, e tự động nha, nhớ nha anh em, kéo lên ấn vô là đóng ngang nha, lên ga là e tự động mở cho mình luôn nha. Cái chỗ bơm xăng phụ nằm đây ha, nằm phía trên luôn nè. Tum thì tum liền, tum nhựa, công tắc máy thì công tắc ấn anh em, ấn lên tắt thôi. Ta lái đầu bò là đầy đủ nha. Con này thì chỉ có cái phía trước này bị nắm khói thôi anh em, còn lại là nguồn đẹp đẹp đẽ hết luôn, không có bị gì hết nha anh em. Cho nên con này bị chỗ này mà em bớt cho anh em là 200.000 nè, con này còn 1.4 thôi. D7 giá 1.400.000 nha. Estin 32 ly 23cc. D8. D8 là con Genos cá La Hán nha anh em. Đây có cái gù nè ha. Nòng con này 32 ly anh em, 23cc. Tình trạng máy là zin cho anh em hết nè. Mắt in da băng đầy đủ luôn nha anh em. Con này thì anh em nhớ lưu ý, khi mà anh em chốt hàng thì về anh em nhờ mở cái nắp interke này ra giùm em. Tại sao để mở cái nắp interke này ra vậy? Thì để cho anh em xem là cái e gió nó gạt thiệt xuống. Tại e gió nằm đây anh em, e gió giấu nè. Đó, anh em đẩy về sau là đóng e nha. Anh em đẩy về trước là mở e nè. Anh em nhớ cái e gió nằm dưới đây nha anh em. Ó thằng này nó thiết kế độc lạ lắm, bởi vì là cái con này mà anh em nào chốt là em hay nhắc anh em cái vụ mà mở cây gió này ra để hàng mà tới nơi đó, anh em mở cây gió này ra anh em coi đóng e mở e này kia để cho anh em biết được. Chứ để nhiều khi mà hàng mới tới mà anh em cứ mở e anh em giật hoài nó rất là chậm nổ, mình phải đóng e lên cho xăng nó lên ha. Ở thì cái này em nhắc nhẹ cho anh em cái này để cho anh em là một cái mẹo để anh em giật cho nó nhẹ nổ nha. Tum là tum nhôm luôn anh em, ốp eo là zin nguyên bản nó bèo Genos nè, rất là mềm mại luôn. Tay lái đầu bò đầy đủ hết anh em, trên cái lắp nó có ký hiệu BC2350 luôn, dòng ký hiệu của thằng Komatsu ha. D8 giá 1.400.000 anh em, con này rất là đẹp luôn, đỏ mà nó còn bóng hơn anh em. Tiếp theo con D9. D9
Đây chính là con Kawasaki ha, TD24. Con này thì nhìn thì nó không có được ấn tượng anh em, nhìn nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà bù lại thì được cái giá là thứ nhất nó rẻ nè, thứ hai nó chạy rất là khỏe anh em. Dòng TD24 một cái đời đầu anh em, hiện thiết kế nó không có được bắt mắt thôi, nhưng bù lại là chạy là rất là bền luôn nha anh em, bền mà khỏe nữa. Thì một cái hay của thằng này là tum gầy tum nhôm, là anh em có thể gắn xịt thuốc được nha anh em. Tum này thì anh em với việc là anh em úp vô là cái tum là vừa luôn, tum xịt thuốc á là vừa luôn nha. Công tắc ấn ha. Tay lái chắn cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. Dòng này chạy rất là khỏe luôn nha. Cắt cước, cắt xích này kia là ok luôn. Con này thì bình xăng con 2 kim 260 mới nha anh em. D9 giá 1.400.000. D10. D10 là cái con Tanaka TBC 247 ha, nồng thì 32 ly, thằng này nó 25cc nha anh em. Bình xăng lớn zin nè, có cái bình xăng con thì em đã lên cho anh em 2 kim 260 mới nha. Con này thì nó tum gời tum nhôm luôn nha anh em, anh em tháo bốn ốc này ra hành là tum gời nè. Công tắc ấn nha anh em, nằm đây ha, nhớ lưu ý nó làm rất là kín luôn. Nè, ấn rồi tắt nha anh em. Tay lái đầu bò đầy đủ hết luôn ha. Con này thì có cái là phía trước này nó hơi nắm khói nha, anh em lưu ý do nó nóng quá cho nên là cái áo nó bị nắm khói nè. Nó chạy cái này nó nóng quá, nó phát lên em, nó đây em hay nắm khói không, nó là do khói nó ra hơi nhiều á. D10 giá 1.400.000. Máy hay thì ra khói nhiều là do xăng pha nhớt nhớt nhiều anh em, chứ không phải lỏng bạc chứ bốn thì nha. Cái này nhiều anh em hay bị cái vụ mắc phải nè, thấy con máy hay thì ra khói nhiều quá anh em sợ. Máy ra khói nhiều là nó mát máy thôi chứ nó không có gì ha. Dọn anh em là muốn ít khói lại thì anh em chỉ việc pha nhớt ít lại xíu thôi. D11. Nè, như con này nè, thấy ra khói không? Là do xăng nhớt nó rất nhiều nè. 1 lít xăng thì thường 140cc thôi. Con này nó pha là tầm 50-55 nè. Bởi vì nhớt ra khói ra rất là nhiều. Nhưng mà hai thì mà ra khói nhiều nó mát máy thôi anh em, chứ nó không ảnh hưởng gì tới máy nha, nó còn tốt cho máy nữa. Và tại mình thấy khói nhiều nên mình thấy khó chịu thôi. Con này là nồng 32 ly, nó 23cc nha anh em. Tình trạng máy zin nguyên bản cho anh em hết nè. Bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng zin ra ngang quanh gò nha. Tum thì tum liền, tum nhựa luôn nè. Công tắc ấn làm đây ha. Quá đẹp anh em, còn mới đẹp xuất sắc luôn. Tay lái đầu bò đầy đủ luôn nha. D11 giá 1.500.000. Con này là 1.550.000 nha. Áo màu xanh đậm nhìn đẹp xuất sắc luôn nè, bóng cực kỳ bóng luôn. D12. D12 là con Echo khủng long ăn cỏ anh em. Dòng này em hay nói với anh em hoài nè, chạy cắt cỏ thuê, cỏ mướn này kia, cắt cỏ công trình rất là ok. Hoặc là cắt cỏ cho bò ăn là rất là đỉnh luôn anh em. Dòng này chạy bao luôn ha. D12 là con Echo khủng long ăn cỏ, nồng 32 ly, nó 25cc anh em. Bình xăng lớn zin anh em. Bình xăng con thì lúc nào cũng vậy, sẽ là 2 kim 260 mới cho mình. Tum thì tum gời tum nhôm luôn. Đây 255 nha anh em. Ha. 32 ly, 25cc. Tay lái chắn cỏ đầu bò đầy đủ luôn nha anh em. D12 giá 1.500.000 ha. D13. D13 là cái con Magu 26 anh em, nồng 34 ly, 26cc. Tình trạng máy con này là nguyên zin nguyên bản cho anh em 100% hết luôn nha. Không lai, không tạo gì vô luôn nha anh em. Bô thì còn trắng đẹp luôn nha anh em, rất là bóng luôn nè. Bình xăng thì trắng tươi luôn ha. Bình xăng con ra ngang quanh gò. Tum thì tum liền anh em, tum nhựa nè. Tum cũng còn rất là mới nè, trắng ha. Số xe ghi máy ha, 271620 nha anh em. Tay lái trắng cỏ đầu bò họ đầy đủ luôn cho mình luôn nè. À, con này là nguyên zin nguyên bản cho anh em mình hết luôn. Trong lốc thì có dập mắt in cho băng luôn ha, hàng chính hãng như mình luôn anh em, lốc đẹp xuất sắc luôn ha. D13 giá 1.900.000. D14.
như bốn thì đó, nếu mà chạy ra khói đó là lỏng bạc đó anh em, còn bốn thì mà chạy không ra khói mới xài được nha. Còn hai thì ra khói thì bình thường anh em, như con này chạy nè không có miếng khói luôn ha, thì máy nó ok đó. Cái con này thì gửi 25 thì công suất nó 1 ngựa mốt đó nha anh em. Con này thì bình xăng lớn zin nè, bình bự bình xăng chứ xăng trắng nè, còn bình nhỏ là bình nhất là nhất bốn thì anh em, nhất xe Honda đó. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ ha. Con này thì nó tum gời tum nhôm là anh em có thể tháo gời đầu máy được luôn. Trong lốc nó có dập chữ Honda cho mình gửi 25 nè. Anh em lưu ý ha, bên hông nó có dập này ha. Đó. Tum thì tum gời tum nhôm. Ga bóp zin luôn nha anh em. Và công tắc nằm trên tay cho mình luôn. Rất là dễ tắt. Láp đầu bò là zin hết luôn anh em. Quá đẹp ha. D14 giá 2.900.000 anh em, 4 thì xăng riêng nhất riêng nha. Cuối cùng D15. D15 là con Echo Kiwis 260 dòng máy ba lô đeo lưng nha anh em. Còn cái khung còn quá đẹp luôn anh em, còn mới luôn nè. Cái chị đeo nó còn chữ Kiwis luôn nè. Bô thì trắng tươi ha. Đặc biệt đó là chụp giật trợ lực này mới nè, nhỏ gọn nha. Tum là tum nhôm luôn nè. Thấy không? Đây, 2600. Bình xăng con, đặc biệt bình xăng con là hai kim quanh gồ anh em. Lợi xăng cực kỳ luôn, tiết kiệm xăng phải gọi là gấp đôi luôn nha anh em ha. Tên máy đây, số xe ghi còn anh em 55023858 ha. Xe riêng rất là đẹp luôn. Tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. D15 giá 2.000.000 chẳng nha, 34 ly, 26 cc, bình xăng con, hai kim ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em nha.